Chào mừng các bạn đã đến với tuấnaxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấnaxe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Có thằng nào nhảy xuống đây không bọn em? Ok. Cái gì cơ? Không. Ping anh 20, giật đều luôn đấy. Ok luôn. Không bị ping cao nhưng mà nhặt đồ chậm lắm em ạ. Có thể ping anh hay ping ảo. Chậm lắm, nhặt đồ chậm ơi chậm luôn đấy. Delay lắm, đi qua sẽ chẳng thèm nhặt này. Kiểu con nhân vật nó cúi xuống nó nhặt hết luôn ngày đấy. Đúng rồi. Mà kiểu mình solo với nó toàn thua đúng không? Ừ, giống kiểu đạn của nó ra mạnh hơn đạn của mình ấy. Cú vãi. Kinh. Người đấy. Chứ làm gì có boss nào bắn cái khẩu súng quần què đấy. Nó đang bắn ở trong khu nhà này. Đây mà bắn boss. Thôi kệ thôi. Tí nữa mình sửa sao cũng được. Thôi rồi anh chạy ra đây, anh có máy bắn luôn mà. Cần gì đâu. Nô lắm rồi, con bòi nó mới gọi nó cho đồ mình anh em. Trước nó toàn cướp đồ mình. Tốt bụng, vâng em tốt lắm. À, đủ đồ chưa bòi ơi? Chiến thôi nhỉ? Đủ đồ chưa? Ê, đây anh lấy máy bắn cho anh em mình chiến thôi. Cho anh. Mày thiếu máu không bòi? Cái ấy của em bé quá. Cái mic của em bé quá. Ok. 25 xu này. Mua cái băng cực xịn đi. Cho nó chất. Rồi. Thôi đủ ấy. Cần gì nữa đâu. Vậy là đủ. Nhìn lên trên nóc ngọn cây nhá. À, anh chưa bán ác này à? Ừ đúng rồi, anh chưa bán được em ạ. Anh để đây thôi, bao giờ các bạn mua. Ác này ác đối tác. Nên nó cũng kén người mua lắm. Kia rồi, đang chạy hướng 215 em ơi. Khá xa đấy, sấy không được đâu. 25. Con trồn hái chạy đâu ta? Có thể nó hồi sinh ấy. Watch out. Thấy rồi. Không giống boss tí nào. À, thằng Dusty này. Chuẩn nó rồi. Ok. Có thể là bạn nó đấy. Mẹ. Hai. Cẩn thận nha. Ôm lên luôn em ơi. Thoải mái đi. Chạy đi đâu? Tính là vậy.
Cái thằng đấy hình như là cái thằng anh nhìn thấy nó hay sao ấy. Đi đi cùng nhau đi, ốp nó luôn em, đừng để cho nó cứu. Đây, ok ok. Ê, đâm thằng à? Hổ báo cáo trồn thế nhở? Bạn đó. Nóc tiếp. Tìm khác. Gạt hết đi, gạt hết đi. Hai mạng luôn đúng không? Rồi, bạn nó đây. Rồi, thêm thằng nữa. Còn thằng nữa. Từ 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 từ, anh hết đạn rồi. Để anh đi, anh lấy thêm ít đạn đã. Nó chạy từ hướng này qua này. Bot thôi đúng không? Anh nghĩ là mình nên sang bên kia. Thám thính luôn. Nó chạy từ hướng đấy qua thì chắc bạn nó ở bên đấy không? Vãi nồi. Kia anh đang để cái HDR ấy. Ultra HDR ấy. Em bắn cái máy bắn tơ ấy, nó cắm xuống đất phát đậu vọng như kiểu có thằng nào nó đang cầm súng nó bắn anh ấy. Khiếp vãi nồi. Nó bung hết cả đất. Đẹp lắm. Em sang lên livestream của anh xem cái Ultra HDR. Ồ, thay rồi. Đó, mày bắn cạnh anh cái là nó giống như kiểu nó bới hết cả đất đai lên. Cái ít gì em, còn 26 thằng kìa. Map có 40 thằng mà bắn tè cả người ra rồi vẫn còn 26. Không hay người. Đáng nghĩa ra. Nhưng mà căn bản nó định đến đây hồi sinh này, anh em vợt mất ba thằng team đó thì nó phải đi xa xa chứ. Bố bảo nó không dám đến đây hồi sinh nữa thật. Cái nhà này nhìn ghê vãi. Có người loot này. Hướng mấy? 50 á. Không gần đâu, trong này thôi nhưng mà khá xa đấy. Đi, thế đi thôi, đi thôi. Ở đây không có người rồi, đi thôi. Ủa anh, ạc kia của anh nếu chơi một thời gian nữa thì có được danh hiệu đối tác nhà chính không? Không em ạ. Danh hiệu đối tác là danh hiệu vĩnh viễn. Và đi một người chỉ được cấp một lần thôi. Trừ khi là cái ạc này ấy, anh em lấy về hack hiếc nọ kia các thứ ấy, thì lúc đấy bên phía PUBG Mobile họ sẽ bên phía Tencent họ sẽ thu hồi cái danh hiệu lại. Còn không thì chả sao cả. Danh hiệu là vĩnh viễn mà, có thể hạn đâu. Nhiều bạn không biết thì lại cứ bảo là danh hiệu đối tác là chỉ có thời hạn thôi. Không, danh hiệu đối tác là vĩnh viễn, vô thời hạn. Mê, hai anh em cứ chạy giữa đường mà chả thằng nào nó ra nó cả khịa nhỉ. Ảo thật ý. Nghỉ Tết xong bắn khét quá. Để 1080 bị delay à sếp á? Nếu mà mạng bạn khỏe thì 1080 thoải mái, không bị delay hay không bị gì đâu. Em ơi nhớ để ý ngọn cây nhá. Bọn này hay nằm ở trên ngọn cây lắm. À rồi. Nếu anh nhìn không nhầm nhá. Rồi chuẩn luôn. Bẩn bọn tao này. Em ơi. Chuyển góc. Anh em chạy phải đi. Ơ, có thằng phải. Yếu cực yếu rồi. Gốc cây rồi. Ok, gốc cây nào. Watch out. Ôi. Nguy hiểm quá. Tí chết. Thằng gốc cây nó chạy rồi. Bòi ơi, di chuyển đi. Quay lại cho anh.
Rồi nó bị bắn rồi. Anh KS luôn. Có thằng chạy tới. Team khác. Hai thằng nhá. Cảm ơn Quang Vinh nhá. Cảm ơn em rất nhiều. Chỗ trụ điện, trụ điện. Hai thằng. Rồi bị bắn rồi, bị bắn rồi. Tình mà mình dành riêng cho em. Ờ em ơi, đổi góc tiếp, đổi góc tiếp. Lấy máy bắn chạy đi em ơi. Đi thôi con bói ơi, đừng ham. À hay hay, nice sử. Một team rồi đúng không? Em còn đạn xanh không? Em còn đạn xanh không? Em còn 125 viên. 125 viên. Thôi từ từ đã, anh em cứ vào bò đã. Anh còn 30 viên. Cẩn thận cái thằng chạy chạy cái thằng chạy gốc cây nó chạy vòng nó bắt anh em mình nhá. Chỗ này có cái điểm hồi sinh này, cẩn thận. Anh hết đạn rồi. Trước mặt này, trước mặt. Đây góc góc bên này em ơi, góc bên này, góc bên này. Đơm. Ừ, đơm trái trước, đơm trái trước. Nó đang bắn bên sông nhau ấy. Mình qua bên sông luôn em ơi, mình đơm cho nhanh. Thằng DB nó đang chơi theo kiểu táp bắn điểm xạ ấy. Okay. Ui, nó lại hồi sinh lại rồi kìa. Lại nguyên rồi. Hay, nice rồi. Nốc à? Kệ cha nó, anh cứu đã. Hơi mệt đấy. Ngoài bo rồi. Bọn mày làm gì nữa đây? Bom tới sao được? Bom tới sao được? Điên à? Điên à? Điên à? Rồi anh thấy rồi. Watch out. Ok. Từ từ nhá, anh bơm máu đã, anh bơm máu đã, anh hết sạch máu rồi. Gốc cây, gốc cây, gốc cây, gốc cây. Chạy đến hòn đá rồi cơ. Từ từ em ơi, nó chết rồi, để anh đây. Rồi, nice rồi. Một team luôn đấy, một team nó luôn. Em qua loot đi, em qua loot đi, em qua loot đi, anh cover cho. Lút xong bảo anh lút đấy. Ui bò bên mình quá ngon. Cái xác ở đâu? Ơ xác nó mất luôn à? À đây xác nó, đây. Nó có ốp 8, à có ốp với anh 8 luôn. Ui Tết mạnh khỏe nha anh. Cảm ơn Cần Ai Nai nhá. Thank you em. Cảm ơn em rất nhiều. Cần Ai Nai. Ơi, ơi, chết. Nó đang cố nhảy lên nhá, cẩn thận nhá. Kìa. Cứ từ từ em ơi, để cho nó nhảy lên đi. Rồi xong em ơi. Watch out. Ok. Còn team nữa. Ok. Mark the location. Mẹ, khó rồi. Nó đâu? Watch out. Bên
thằng đã dưới luôn á. Ừ, anh thấy rồi. Cái hai thằng bên kia. Cái vấn đề. Cái vấn đề là bọn kia nó mà chạy ra là nó nhìn thấy anh này. Nó vẫn đứng ở hòn đá. Cày thế nhỉ. Hai nó thể chúng tim không? Một thằng rồi. Nó sẽ ra cứu. Hay. Ôi chết rồi. Chết là chắc chắn rồi, quả đấy ke bom góc nhìn thứ nhất thì không chạy được rồi.